Thưa quý vị, liên tiếp chỉ trong một ngày đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp nhiều người tại Quảng Nam. Tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người thoát nạn. Cũng ở huyện này, tại thôn 1 xã Trà Vân, sạt lở làm 8 người bị vùi lấp. Hai vụ sạt lở trên đến nay đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân. Và một vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn thuộc thôn 3 xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn làm 11 người mất tích. Thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 15 giờ ngày hôm qua. Đến sáng nay, lực lượng tại chỗ đã tìm được 3 thi thể. Hiện nay, cán bộ xã Phước Lộc và huyện Phước Sơn đang tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường. Dự kiến 16 giờ chiều nay, lực lượng xã mới tiếp cận được vụ sạt lở. Khu vực sạt lở thôn 3 xã Phước Lộc có 32 hộ với 215 nhân khẩu. Các hộ dân ở gần khu vực sạt lở đang được sơ tán. Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10, toàn bộ 63 đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra ban chấp hành đảng bộ và các bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Trong đó, trong 63 tỉnh, bí thư tỉnh, thành phố có 9 người là nữ, 54 người là nam. Về độ tuổi, có 2 bí thư thuộc thế hệ 5X, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 3%, 34 người thuộc thế hệ 6X chiếm 54% và 27 người thế hệ 7X chiếm 43%. Bí thư trẻ nhất là ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp. Có 22 bí thư lần đầu tiên đắc cử, 41 người tái đắc cử, 29 người là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12, 12 người là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đáng chú ý, có 11 người được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm bí thư tỉnh ủy, thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa thông báo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm nay tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. 6 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm giáo dục tăng nhiều nhất với 1,35%, dịch vụ giáo dục tăng 1,52%, làm CPI chung tăng 0,08% do trong tháng có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí cho năm học mới 2020-2021. So với cùng kỳ năm ngoái, bình quân 10 tháng qua CPI tăng 3,71%, lạm phát cơ bản tăng 2,52%. Cũng theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 này ước tính tăng 7,6% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm 99,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 3,8 triệu lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện toàn ngành du lịch đang nỗ lực tích cực thực hiện các biện pháp kích cầu nhằm vực dậy du lịch nước nhà do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với chủ đề đợt kích cầu lần 2 là du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, các doanh nghiệp ưu tiên việc bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời triển khai các gói sản phẩm hấp dẫn cả về giá cả, dịch vụ và điểm đến. Vào ngày 30 tháng 10 tới, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương sẽ ký kết quy chế phối hợp trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch. Bộ Công Thương cho biết tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vừa thông báo áp dụng một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khi bước vào thời điểm chuyển mùa tại các cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh Vân Nam. Tỉnh này yêu cầu các phương tiện chuyên chở hàng hóa và người điều khiển phương tiện phải đăng ký với cơ quan chức năng trước 3 ngày. Người điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh phải xét nghiệm acid nucleic 3 ngày một lần. Tỉnh Vân Nam cũng đề nghị kéo dài thời gian thông quan hàng hóa căn cứ vào số lượng hàng hóa tại cửa khẩu. Trước mắt, biện pháp trên sẽ được áp dụng cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện và hàng hóa của Trung Quốc. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng phía Trung Quốc cũng có thể đề nghị Việt Nam áp dụng các biện pháp tương tự trong thời gian tới. Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động và có kế hoạch cụ thể trong hoạt động thương mại với doanh nghiệp của Vân Nam, Trung Quốc. Thưa quý vị, bão số 9 không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản khi mà hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái. Hoàn lưu sau bão còn gây mưa và lũ trên các sông dâng cao đột biến trong đêm qua. Nhiều con sông lớn đã vượt mức báo động 3 như là sông Vệ, sông Trà Khúc, sông Trà Bồng gây ngập lụt ở nhiều nơi. Diễn biến sau bão còn rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Và phóng viên Trung Kiên cũng như ekip của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông tin chi tiết về ảnh hưởng của lũ. Xin mời phóng viên Trung Kiên. Xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại thôn Phước Minh,
xã Hành Thuận của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi vừa phải đối mặt với cơn bão rất lớn là cơn bão số 9 gây tốc mái, sập đổ, thì người dân lại phải đối mặt với đợt mưa lũ lớn. Hiện tại lũ trên sông Phước Giang đang dâng rất cao và như quý vị đã thấy, khu vực tôi đang đứng đã ngập sâu hơn 1 mét và chỉ trong khoảng 30 phút nó đã ngập hơn 1 mét và tôi lo ngại rằng chỉ sau vòng 30 phút nữa thôi thì cả khu vực này sẽ chìm trong biển nước. Rất nhiều người dân đã kịp thời sơ tán tài sản từ khu vực ngập sâu bên trong để đi ra ngoài phía đường quốc lộ này. Tuy nhiên việc di chuyển như các bạn đã thấy gặp rất nhiều khó khăn do nước ngập sâu và có những đoạn chảy rất xiết. Đồng thời có những cái nơi bị ngập mà có những cái hủm rất là sâu nên mà chúng ta có thể không cẩn thận sẽ có thể bị bước thụt chân và rất là nguy hiểm trong điều kiện mà mất điện và nhiều khó khăn như hiện nay. Và chúng tôi sẽ tiếp cận một vài hộ gia đình để xem người dân đang chung sống với ngập lụt như thế nào và họ đối phó ra sao, cũng như việc công tác khắc phục thiệt hại ra sao. Dạ vâng, chào bác ạ. Bác có thể cho biết là tình hình nước lên nó nhanh như thế nào và bà có lo lắng gì không ạ? Nước lên từ hồi 6 giờ đây nhanh lắm. Thấy lớn thì dọn không kịp. Mình giờ... vừa trải qua một cái cơn bão có lớn hay không và nó gây hay thiệt hại gì không mà bây giờ lại mưa ngập như thế này ạ? Vừa rồi bổ hồi trưa là nó biển nó hết. Bông hết, nhà nào trong ở đây nhà nào cũng vang nó hết, dở đậu cuốn hết. Một nhà vang mấy chục viên. Mới đi mua về lại vừa sang cái nước lớn dọn không kịp. Ca chắc đây bây giờ đi mua nhà cũng không kịp. Dạ vâng ạ. Cái lò ca là phía sau nhà nè. Nước là đậu tới đây rồi. Dạ vâng ạ. Thế cháu sẽ đi cùng gia đình của bác để xem tình hình ngập lụt ở phía trong sẽ như nào. Vâng, có thể nói như người dân trao đổi là nước dâng lên rất nhanh và người dân chưa kịp khắc phục hậu quả của bão số 9 thì lại phải đối mặt với một đợt mưa lũ rất là lớn. Hiện tại nước đang chảy rất xiết và người dân phải sơ tán tài sản cũng như phải đi nơi cao giáo hơn để đảm bảo an toàn. Và lúc này thì rất nhiều hộ dân đang sơ tán tài sản của mình khỏi khu vực ngập nước. Và họ đang làm công việc này hết sức là khẩn trương bởi không còn nhiều thời gian khi mà nước đang dâng lên rất cao và rất nhanh. Vâng, đây là những quả cau và nếu quả cau mà ngâm nước thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và bị thiệt hại rất là nặng. Anh có thể cho biết là cái đợt nước này lên nhanh như thế nào và nó đang ảnh hưởng như thế nào đến gia đình mình ạ? Gia đình mình đang là tưởng là bình thường nhưng mà nước lũ lên quá nhanh không kịp trở tay. Đã bao giờ người dân chứng kiến cái trận đợt lụt lên nhanh như thế này chưa? Chưa, lâu lắm chưa bao giờ trận này là kỷ lục. Quả năm nay thiên tai là quá đột ngột. Vì mưa không lớn nhưng mà lũ lên nhanh. Dạ vâng ạ. Vâng, như quý vị các bạn có thể thấy, người dân cho biết đó là mưa không lớn nhưng lũ lại lên rất nhanh và họ xem đây là một trận lũ lên cao kỷ lục và những cái tài sản mà họ đã dày công cũng như mất rất nhiều thời gian công sức tiền bạc để đầu tư thì hiện nay có thể mất trắng và có thể nói là người dân đang hết sức là khẩn trương sơ tán để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình.